Và không phải lúc nào các em nhớ được thì các em dùng cái tư duy để các em suy luận ra sản phẩm. Cân bằng thì nó khá là dễ thôi. Cái cân bằng nhẩm được đây, 2 thêm 2 vào đây. Thêm 2 vào đây. Đấy, cái này cân bằng dễ thì cân bằng nhẩm. Bây giờ các em cũng có thể tư duy tiếp là Lưu huỳnh đang là dương 4 này. HNO3 là chất có tính oxy hóa rất là mạnh. Đấy, HNO3 rất mạnh nha các em ạ. Đặc biệt là nó ở dạng đặc của đun nóng thì nó càng mạnh. Càng mạnh thì nó có thể nâng được dương 4 lên gì nhỉ? Lên dương 6. Dương 6 mà trong dung dịch axit, tức là có nước mà Lưu huỳnh có nước mà dương 6 thì nó phải chất gì? Ok, ai xung phong nào? Ngân nào? H2SO4 cộng với gì nhỉ? NO2. Thế tại sao không phải là NO khác mà NO2? Năm nó phải giảm xuống. Thế tại sao không giảm xuống dương 2 mà chỉ giảm dương 4 thôi? Nitơ nó có những số oxy hóa này: âm 3, 0, dương 1, dương 2, dương 3, dương 4, dương 5. Đấy, rất là nhiều. Tại sao không giảm xuống dương 2 hoặc là dương 3 hoặc là 0 mà đã chỉ dương giảm xuống dương 4 thôi? Cái này ấy thì theo theo tính chất số oxy hóa của nitơ dương 5 thì nó có thể giảm sâu được nữa các em ạ. Thế nhưng mà vì nó là ở dạng oxy hóa đặc, đấy, số oxy hóa đặc nên là nó chỉ dừng ở dương 4 thôi. Tại sao không giảm sâu được? Bởi vì nếu như nó giảm sâu nhá, giảm xuống dương 2 chẳng hạn. Đấy. Đây. Như này nhá, nếu mà giảm xuống dương 2 thì dương 5 với dương 2 lại kết hợp trở thành cái gì? Lại ra dương 4. Đấy, đặc nếu mà đặc thì cuối cùng là dương 4, các em nhớ như vậy. Vì nếu ra dương 2, dương 2 lại kết hợp dương 5 để ra gì? Ra dương 4, giống như là lưu huỳnh đấy. Đấy, lưu huỳnh âm 2, lưu huỳnh 0 là lưu huỳnh dương 6 này. Đấy, đang là lưu huỳnh âm 2 nhá. Nếu mà lưu huỳnh âm 2 ra 0 thì lưu huỳnh dương 6 với lưu huỳnh 0 nó trở lại về cái lưu huỳnh gì? Dương 4. Vì vậy sản phẩm cuối cùng nó phải là dương 4. Cái đấy thầy không cần các em phải hiểu sâu, nhưng mà nói qua một chút cho những bạn nào muốn tìm hiểu thôi. Thế còn các em cứ nhớ thầy nhỉ. Đặc thì ra cái gì? Cứ hát nó ba đặc thì ra gì? NO2. Đặc thì ra NO2, hay loãng thì ra NO. Để sau này các em sẽ được học cái HNO3 cụ thể hơn. Cân bằng. Mấy ai trao đổi? 4 ai trao đổi ở đâu? Thế thằng này mấy ai trao đổi? 1. Vậy thì chiếu đi. Đây là mấy? 2, đúng rồi. Đây là 1 đúng không? Vậy đây là 2, đây là mấy? 2. Thế không không có nước ở đây. Đổ oxy chưa? Đúng rồi. Nếu mà không có thiếu H thì ta bỏ nước đi. Bây giờ đến SO2 cộng với KMR4 cộng nước thì cũng thế thôi. Lưu huỳnh dương 4. Đây là lưu huỳnh kali mangan dương 7. Các em đã được học thuốc tím là chất có tính oxy hóa nào nhỉ? Rất mạnh, vì vậy mà nó dễ dàng. Dễ dàng lấy E được của gì? Lưu huỳnh dương 4 để lưu huỳnh dương 4 chuyển thành lưu huỳnh dương 6. Trong điều kiện có nước, lưu huỳnh dương 6 tạo thành thì nó sẽ là H2SO4. H2SO4 mà lại kết hợp thêm với các kim loại này thì sản phẩm cuối cùng nó sẽ là các cái muối. Có axit, có kim loại thì cuối cùng sản phẩm sẽ là gì? Muối. Không phải muối axit mà là muối thôi. Muối thì đó là K2SO4. Mn cũng là kim loại, vậy thì MnSO4. Thế còn sản phẩm phụ? Sản phụ chính là cái gì nhỉ? Nước, à nước đây rồi. Là H24. Đấy. Sản phẩm phụ chính là H24. Bây giờ ta cân bằng thôi. Cân bằng này, từ dương 4 lên dương 6 là mấy E trao đổi nhỉ? Từ dương 4 lên 6 mấy E trao đổi? 2. Dương 7, đây là dương 2 thì mấy E trao đổi? 5. Chiếu đi. Đây là
2. Đấy. Thế còn đây là 5. Đây thêm 2. 2K đủ chưa? Được rồi, bây giờ cân bằng lưu huỳnh nhá. Đây là 5 lưu huỳnh này, đây là có 1, đây có 2 là 3, vậy cần mấy đây nữa? 2. Đây là 2 nhân 2 là 4 nước, à 4H thì đây chia 2 được gì? Được 2. Đấy, kiểm tra oxy nhá. 52 là 10, 8 là 18, 18 cộng 2 20, 4 cộng với 8 là 12, 12 cộng 8 20 là vừa đủ. Trong các phản ứng trên thì một bạn cho thầy biết là SO2 nó thể tính gì. Đấy, các em thấy số oxy hóa nó thay đổi thế nào, tăng hay giảm, từ đấy đưa rút ra thầy cái tính chất. Đấy, xem nó có nghiệm đúng với cái chúng ta nhận định ngay từ đầu không. Mời Đạt nào. Thế nó tăng hay giảm nhỉ? Đều tăng đúng không? Đều tăng, cộng 4 lên cộng 6 hết. Vì vậy nó thể tính gì? Tính khử. Thế có khớp với chúng ta nhận định ngay từ trên là nó có tính khử không? Có không? Có. Thế còn các phản ứng thể tính oxy hóa thì chúng ta lại để buổi sau nhé. Bài tập về nhà cho các em. Bài tập về nhà này. Bài tập về nhà là học lại. Học lại các cái phản ứng thầy đã dạy. Phản ứng đã dạy cho thuộc, đã học cho thuộc. Đấy. Thứ hai là hoàn thành bài tập sách giáo khoa trang 127, 128. Xong rồi thì đây bổ sung thêm này, 132. Đấy. Thầy khuyến khích kem dùng sách giải mà. Kem dùng sách giải miễn là kem hiểu được, làm lại được. Thầy được như ngày hôm nay là thầy cũng từ sách giải mà ra. Đấy, chứ không phải là tự nhiên mà nghĩ ra được đâu. chứ còn kem đừng nghĩ sách giải là xấu, xấu trừ khi là kem chép một cách máy móc để đối phó thì mới là xấu thôi. Bây giờ cộng tiền nhá, thầy nói rồi. 6.000 cho ghi chép đầy đủ. Năm không phải 5.000 cho một bài tập đã làm, cho một tập trang 2 127, 128 và 1K trên một lần xung phong. Đấy. Thế còn bài tập hôm trước thầy chưa kiểm tra, đây là thầy chưa cộng điểm nhá. Bài chữa hết rồi nhưng mà các em làm đúng thì vẫn được tính. Nếu mà các em chưa đúng bây giờ các em bổ sung thì thầy vẫn tính mà. Hiểu không? Đấy, nếu mà các em chưa đúng các em bổ sung lại, sửa lại thì vẫn được tính. Bởi sao thầy sẽ kiểm tra. Thầy chữa thì ghi vở ghi mà. Bây giờ các em làm thì các em phải làm vở bài tập chứ. Đúng không? Mấy con nào? Mấy phương trình nào? Bài tập về nhà buổi trước thầy chưa kiểm tra nên là thầy chưa cộng. Buổi này chưa cộng nhá. Buổi sau thầy kiểm tra thế là cộng. Phải có kiểm tra thì mới được cộng chứ không phải kem cứ báo là được đâu. 9.500 thì làm tròn đến 10.000. Cứ rưỡi làm tròn lên nhá. Thầy cho kem cứ rưỡi làm tròn lên. Nào.